Rồi mình bắt đầu học nha các bạn. Bây giờ mình sang cái phần lớp 8 với lại lớp 9. Trên thực tế thì đây là cái cơ chế để tìm cái khung tối tiểu, đúng chưa? Mình có hai phần, đó là cài đặt bằng Crusco với là cài đặt bằng Cream. Đối với lại Cream thì hôm trước trên giờ lý thuyết cũng có nói sơ lược, nên bây giờ là cô hướng dẫn cho các bạn cái phần Crusco trước. Nếu mà kịp thì mình sẽ cài đặt luôn Cream, còn nếu không thì cái phần Cream thì các bạn sẽ thực hiện cài đặt dựa trên ý tưởng cô gợi ý. Bây giờ đầu tiên á, là để mình tiến hành mình tìm cây khung tối tiểu thì giống như các bạn đã học lý thuyết rồi, cây khung thì nó có thể có nhiều cây khung đúng chưa, nhưng mà cây khung tối tiểu á, thì bạn cũng có thể dựa trên các thuật toán bạn cũng có thể cho ra các cây khung khác nhau, nhưng trọng số nhỏ nhất phải là giống nhau, tức là tổng v kép sau mỗi một cái thời điểm các bạn tính toán xong thì nó phải là cùng là cái giá trị nào đó thì nó mới đáp ứng cái việc là đó là các giải thuật tìm cây khung tối tiểu. Tức là nếu như có nhiều cạnh nó có cái trọng số khác nhau, được chưa? Nó có cái trọng số khác nhau hoặc là trọng số giống nhau đi chăng nữa thì dù bạn đi đường nào cái cây khung bao nhiêu vẫn phải đảm bảo nhỏ nhất, ví dụ 18 là 18, 20 là 20. Như vậy thì thực tế Crusco với lại Cream nó chỉ là hai cái định hướng để cho bạn thực hiện thôi. Đầu tiên thì cái bài lớp 8 đó là mình cài đặt bằng Crusco trước. Như vậy thì để thực hiện tìm cây khung đầu tiên phải có cái đồ thị. Như vậy việc đầu tiên mình thực hiện là mình phải biểu diễn được cái đồ thị của mình. Thì bây giờ mình sẽ biểu diễn nó bằng ma trận kề. Thay vì đó là kề thì nó không có được tính chất của các cái trọng số, thì mình sẽ biến đổi anh này thành là ma trận trọng số. Như vậy thì ví dụ đi, bạn mô phỏng lại một phần của cái anh đồ thị ở phía dưới ha, tôi lấy một phần thôi chứ tôi không có lấy hết, tại vì lấy hết thì nó rất là dài. Các bạn nếu mà đủ thời gian thì các bạn sẽ thực hiện cái anh này. Bây giờ cô giả sử đó là cô chỉ lấy là A, B, H với lại tới Y thôi. Tức là tôi chỉ có A, B, H, Y nha, tức là coi như bốn nốt nè. Thì khi đó thì mình sẽ có được A sang B là 4 và anh này là đồ thị vô hướng có trọng số, cho nên A sang B nó cũng chính là B sang A, rồi A sang H nó cũng chính là H sang sang A, rồi B sang H cũng chính là H sang B và H sang Y thì cũng chính là Y sang H. Mình sẽ mô phỏng mình cắt một lát thôi ha. Thì dĩ nhiên là bạn thấy chắc chắn là cái cây khung tối tiểu á nó sẽ không cần tới bốn cạnh như vậy mà nó chỉ cần ba cạnh thôi. Ở trên là đi đủ được bốn đỉnh rồi. Tại vì tính chất của cây khung tối tiểu là đi được hết tới tất cả các đỉnh trong đồ thị mà không phải là bao trùm, với tổng trọng số của mình sẽ là nhỏ nhất. Rồi vậy bây giờ mình sẽ áp dụng Crusco. Thì Crusco là nó có hai dạng. Dạng thứ nhất là gì các bạn? Crusco cổ điển, đúng không? Crusco cổ điển thì đầu tiên là phải xây dựng được một cái tập E. Tập E đó là bao gồm tất cả các cạnh đang có của đồ thị, và sau đó là gì, bạn sẽ lấy trong cái tập E đó một cái cạnh E nhỏ nào đó ha, một cái cạnh bất kỳ mà có trọng số là nhỏ nhất, rồi từ cái cạnh trọng số nhỏ nhất đó bạn đưa vào cái khung T. Nếu như cây khung T đưa thêm cái cạnh E nhỏ này vào không tạo thành chu trình, mà cái việc không tạo thành chu trình á, bạn có thể kiểm tra bằng cách là cái cạnh mà mới vừa thêm vào nó có hai cái đỉnh, đúng chưa? Mỗi cạnh là hai đỉnh thì bạn tìm có hai đỉnh đó có cùng đồng thời cùng lúc xuất hiện trong thằng T hay chưa. Nếu nó có rồi là đồng nghĩa với việc nó có sự lặp lại tạo thành một cái chu trình khép kín đó, thì khi đó là mình không lấy được cạnh E đó. À, hoặc là khi số lượng đỉnh đang có trong các cạnh của tập T. T thì là tập hợp các cạnh, mà nếu danh sách các đỉnh của nó có đủ hết các đỉnh bằng với là số lượng của đồ thị thì mình dừng. Được chưa? Đó cũng là một cái cách để dừng. Còn nếu như bạn lấy được một cái thằng E có trọng số nhỏ nhất đưa vào T không tạo thành chu trình, và số lượng đỉnh ở trong những cái cạnh được tạo thành bởi trong cái thằng T đó vẫn chưa đủ so với số lượng đỉnh của đồ thị, thì sao? Bạn tiếp tục, bạn sẽ đi tìm một cái thằng E mới. Cái thằng E mới nó cũng trong cái tập E của mình thôi, nhưng mà nó có giá trị nhỏ nhất, tại vì cái anh kia hồi nãy mới vừa được lấy vào thì chắc chắn là phải loại nó ra khỏi tập E. Như vậy thì đó là cổ điển. Thì bạn thấy là mỗi một lần mà nó loại được một cái cạnh E, tại vì cạnh E nó đưa vào T, thì nếu mà nó cứ phải đi tìm cái đứa nhỏ nhất thì đó, phương pháp cổ điển đó là cứ mỗi lần mà có một cái tập E bị bỏ bớt một phần tử lại phải tìm giá trị nhỏ nhất, thì nó làm sao, nó hao tốn quá phải không, cứ mỗi lần là phải tìm lại min, cứ mỗi lần là phải tìm lại min. Như vậy thì cái anh mà Crusco cải tiến đó là nó làm cái gì các bạn? Đầu tiên là nó tạo được ma trận E, à xin lỗi, nó tạo được tập E là gồm có các cạnh, nó sắp xếp một lượt luôn, nó sắp theo giá trị trọng số tăng dần. Như vậy tức là trọng số nhỏ nhất nó nằm ngay tại cái thành phần phần tử đầu tiên của tập E.
Như vậy bạn lấy cái thi anh đó đó, bạn đưa vào cho T. Nếu như không tạo thành chu trình thì mình đưa vào. Và khi đưa vào thì một là bạn xóa, hai là coi như bạn đi qua phần tử tiếp theo thôi. Để bạn đi tìm thì bạn biết chắc chắn đó là cái đứa nhỏ tiếp theo để đưa vào. Để trừ khi tạo thành chu trình thì đi qua tiếp phần tử. Như vậy thì cái anh mà Cruise cải tiến đó, nó hạn chế được cái việc cứ mỗi lần bỏ một đứa là phải sắp xếp lại. Và mình chỉ việc gì? Mình sắp một lần thôi, sau đó mình xài luôn tới khi nào mà xong giải thuật của mình dịch. À, để như vậy đó là cái ý tưởng của thằng Crusco. Vậy bây giờ mình sẽ thực hiện, mình cắt lát cái anh đồ thị này ra nha. Rồi mình xây dựng một cái file test đi, mình đọc vào. Mình đọc vào theo dạng nó là ma trận trọng số. Rồi bắt đầu làm sao? Mình đi chuẩn bị tập E. Rồi mình cài đặt theo kiểu là Crusco cải tiến, tức là mình sắp xếp thằng E. Sau khi sắp xếp xong thì mình cài đặt cái việc duyệt bằng Crusco. À, đó là cái quy trình mình thực hiện với bài này. Rồi bây giờ cô mượn cô lấy lại full toàn màn hình ha, để xíu demo cho nó dễ dành cho các bạn coi. Rồi đầu tiên là bây giờ tôi tạo mới một cái file test của tôi trước, tức là cái file để biểu thị anh này nè. À, thì bây giờ đó là tôi đang thực hiện trên desktop, tôi vào cái thư mục của anh này, tôi tạo luôn cái file test trong đây cho nó dễ ha. Rồi vậy anh này, cái anh này project của mình nó đang là lab 1 bài tập. Rồi, anh này lab 1 bài tập. Như tôi tạo đúng cái solution này chưa không biết nữa. Rồi, hình như tôi tạo trong thư mục này lab 1 bài tập đúng không? À rồi, có vẻ như là tôi tạo nơi khác, để tôi tạo lại đúng cái nơi của mình ha. Tôi tạo một cái project mới đi. Rồi trong cái project đó thì tôi sẽ tạo file test. Rồi, trong desktop thực hành tôi tạo anh này CS02 đúng không? Rồi anh này là lab 8 với là 9. Rồi, đây. Empty ha, finish. Rồi bây giờ xong, add mới một file CVV ha. Rồi để đây, anh này là bây giờ coi như nó là mình cài đặt tìm cây khung tối thiểu bằng Cusco đúng giờ. Rồi. Anh này dĩ nhiên xíu mình thực hiện các thao tác include gì đó. Bây giờ mình lo mình mở ảnh ra và mình tạo mình trong một cái file TXT. Hoặc bạn thích thì bạn có thể tạo trực tiếp từ đây luôn, đúng chưa? Một cái result file. Add một cái new item. Như vậy bây giờ đó là tôi cứ tạo mặc định file TXT, đó là anh này đó là lab 8 này. Chấm TXT. Rồi, bây giờ mình sẽ đưa các cái anh trong đỉnh đồ thị này. Mình nói là mình cắt lát mà, đúng chưa? Mình cắt lát, tôi gom gọn ảnh lại ha. Và lúc này là tôi sẽ chỉ tạo A, B với lại gì? H với lại Y thôi. Đúng chưa? A, B với lại H, Y thôi. Thì tùy các bạn, nếu các bạn nhớ cái số thứ tự của nó được thì cũng được. Tức là A là 0, B là 1, H là 2, Y là 3 đi ha. Tại mình chỉ cắt lát 4 đỉnh tôi làm cho nhanh. Còn các bạn thì các bạn có thể cài đặt full đủ hết tất cả các đỉnh. Thì anh này là đầu tiên là mình sẽ cho đọc số lượng đỉnh. Sau đó tên của các cái đỉnh trong đồ thị là A, B, H, Y. Đúng chưa? Sau đó thiết lập cái giá trị gì trọng số. Thì A kề với A là không có thì mình sẽ cho số 0. A kề với B trọng số là 4. A kề với H trọng số là 8. A kề với Y là không có. B B kề với A là 4, với B là 0, với H là 11 và với Y là không có. Với H nè, H với A thì là 8, với B thì là 11, với chính nó thì là 0. Đúng chưa? Với Y thì là 7. Y thì chỉ có mỗi kề với H thôi, cho nên A 0, B 0, H là 7 và chính nó là 0. Như vậy đây là ma trận trọng số nếu mà cô cắt lát 4 đỉnh này. Được chưa? Bây giờ nếu mà chạy bằng Crusco bình thường thì các bạn thấy nó sẽ là đi bao nhiêu? Chắc chắn là cái cạnh nhỏ nhất của mình nếu mà sắp thứ tự là AB nó sẽ được sắp trước. Rồi tới HI. Đúng không? HI chứ không phải là IH. Tại vì HI sẽ là cái đứa mà bạn được duyệt lần đầu tiên bạn tìm thấy, do cái đỉnh H của mình thứ tự ưu tiên trước. Rồi sau đó sẽ là đến gì? Đến là AH. Đúng không? Đến AH. Là coi như đó là các cái đứa mà mình sắp xếp thì mình biết là cây khung tối tiểu trong trường hợp này nó sẽ ra đó là có AB, AH, HI. Hay nói đơn na đúng ra đó là AB, HI rồi đến AH. Như vậy tổng trọng số của cây khung lúc này sẽ là 4 cộng 8 cộng với 7 là 19. Phải chưa? Rồi, đó là mình chuẩn bị cái anh lab 8.txt. Bây giờ mình thực hiện cái công việc là gì? Mình đọc cái ma trận trọng số này ra. Mình xuất nó trước.
À, rồi mình làm cái việc đó, sau đó mình mới thực hiện tới cái gì? Tạo cái thằng gì bạn? À, tạo nguyên cái tập E ban đầu, phải chưa? Rồi, đầu tiên bây giờ là gì đây? Các thao tác include IO stream. Rồi, using namespace std. Rồi, để main sẵn ở đây ha. Rồi, bắt đầu thực hiện công việc nè. Bây giờ có cái ma trận trọng số. Khai báo toàn cục số lượng bao nhiêu đỉnh tối đa thì define đi, hoặc khai báo là hàng số cũng được. Ví dụ bây giờ khai báo thì đó là max bao nhiêu, ví dụ cho tối đa 50 đỉnh, đồ thị tối đa 50 đỉnh. Khai báo một cái ma trận trọng số đúng chưa? Dạng này sẽ là cái gì? In đặt tên là A đi, max dòng, max cột, số lượng đỉnh thực tế là N. Rồi mình chuẩn bị hai này trước. Có thêm một anh nữa là tên của các đỉnh để mình ánh xạ nó thành số thứ tự 0, 1 gì đó. Như vậy thì mình sẽ ánh xạ là A là 0, B là 1, H là 2, I là 3. Phải chưa? Như vậy chart mình đặt tên đi, vertex tên các đỉnh. Thì dĩ nhiên đồ thị có tối đa bao nhiêu thì có khả năng nó là tối đa bấy nhiêu tên đỉnh. Rồi như vậy đó là ba thành phần toàn cục. Là từ từ mình làm tới đâu mình phát hiện thêm đứa nào toàn cục nữa thì mình tính sau. Bây giờ việc đầu tiên của mình đó là mình sẽ phải làm sao? Hiển thị được đồ thị dưới dạng đó là gì? Ma trận trọng số. Thì bạn có thể thực hành là cho cái việc nó đọc từ từng show, tức là người dùng nhập. Hai á, là mình đọc từ file, rồi sau đó mình xuất ra để mình kiểm chứng hai thao tác đối trước. Được chưa? Rồi giờ anh này đầu tiên là nó cũng giống như đọc mảng hai chiều mà từ file. Như vậy thì sao? Include thêm cái gì? Fstream. Tức là thao tác này giống như mình đang thực hành lại cái phần của lắp số số 5 đó, tức là cái việc mình cài đặt đồ thị của mình bằng ma trận kề với lại danh sách kề đó. Rồi bây giờ đọc file như là void, anh này là input from file đúng không? Nhận từ file. Rồi input cho anh nào? Là cho cái mảng hai chiều này nè. Và cho cái số lượng đỉnh này nè. Cho nên là sao? Nó toàn cục rồi, không có cần đưa nó vào danh sách tham số hình thức. Còn trừ khi cái bài của bạn có nhiều đồ thị thì lúc đó bạn mới cho đó là gì, cái mảng hai chiều với lại cái số lượng đỉnh này nè, nó là tham số hình thức để mỗi một lần bạn gọi input from file bạn truyền vào cái anh đó là gì, ma trận cái anh số lượng đỉnh, cộng thêm nếu có cái đường dẫn của cái file đó luôn, nếu như đó là sao bạn đọc từ mỗi một đồ thị, đọc từ một file. À, đó là cái cách để người ta cài đặt đó để tái sử dụng. Còn anh này tại vì trong bài này á, tôi thấy chỉ có một đồ thị thôi, cho nên sao tôi để nó là toàn cục rồi thì không cần phải truyền vào cho danh sách tham số. Như vậy tiếp tục bây giờ cái file này hồi nãy mình đang làm cái gì đây, số lượng đỉnh trước. Như vậy đầu tiên mở file đúng chưa, mở để đọc ef stream in file, rồi open nó ra ha, rồi truyền vào gì, đường dẫn, thì do nó nằm chung nơi mà cho nên tôi lấy luôn đó là lắp 8.txt. Cơ chế mode là mặc định là eos in, cho nên khỏi ghi theo cơ chế mặc định. Kiểm tra nếu như mở file được tức là y ship gạch open, nếu mở được thì mình sẽ đi đọc dữ liệu đúng chưa. Rồi còn nếu như mở không được thì bạn báo ra cho người dùng một câu là mở file không thành công gì đó vân vân, được chưa, tức là tiến hành quá trình gì, đọc file không thành công. Rồi còn nếu như mở được thì bắt đầu đọc dòng đầu tiên, đọc bằng cái đối tượng in file đã tạo, nhận vào cái gì, n là số lượng đỉnh. Như vậy thằng n có giá trị rồi. Sau đó duyệt đủ n lần đọc tên của từng đỉnh vào cho cái mảng vertex. Như vậy lúc này sẽ là gì, for y đi từ 0, y nhỏ hơn số lượng đỉnh thì tăng một đơn vị mỗi lần lập, mỗi lần như vậy in file nhận vào cho vertex thứ y. Như vậy là tắt nhập là cứ nó nhận tới khi nào nó gặp mảng trắng nó dừng. Như vậy là tự y bằng 0 nhận A vào vertex thứ 0. Rồi bỏ qua cái tờ khoảng trắng tới B nhận vào cho vertex thứ 1, vertex thứ 2 và vertex thứ 3. Rồi sau đó bắt đầu từng đứa ở dưới đây nè. Nó chính là các phần tử A, E, G trong cái mảng hai chiều đọc được với lại đó là ma trận vuông cấp N. Như vậy khi đó mình sử dụng y duyệt dòng. Ha. Mỗi lần duyệt dòng, duyệt số cột là thằng gì? Mỗi lần thực hiện in file nhận vào cho A, I, G là coi như mình thực hiện được thao tác cái gì các bạn? Đưa các phần tử này vào.
Đúng chưa? Còn hôm trước thì mình mới là gì? Mình tiến hành đó là mình tìm kiếm hoặc là mình làm mấy cái công việc đó là của DFS với BFS mà bằng danh sách kề, thì lúc đó cái cơ chế đọc của mình nó khác đúng không? Hôm trước mình cho là đọc cái chừng cái địa chỉ cuối đó là coi như nó bằng trừ một, thì lúc đó cái trạng thái nó khác. Còn bây giờ mình đang sử dụng ma trận kề thì nó là sử dụng theo kiểu ma trận vuông, cho nên cái vòng lặp của mình duyệt thì sao, đúng cái chỉ số. Đọc xong hết thì làm gì các bạn? Đóng cái file này lại, đúng chưa? Đóng file lại. Và do nãy giờ mình đọc thao tác của mình đang là im ắng trên màn hình, thì bạn có thể báo ra một cái câu trên màn hình để cho người sử dụng nó biết đó là gì. Đọc file thành công, đó là đọc được rồi ha, đọc xong rồi. Rồi như vậy là mình đọc xong. Thao tác tiếp theo có được dữ liệu, biết được đồ thị thế nào, thì bây giờ làm sao? Xuất cái anh đó ra cho người dùng họ coi đi, để chắc là có đọc đúng hay không. Giả sử như vậy thì anh này sẽ là gì? Output ha, output cái đồ thị này. Thì anh này đang là mảng hai chiều cũng là toàn cục, cho nên sao các bạn không cần phải thực hiện thao tác là gì, truyền nó vào tham số hình thức, mà bây giờ giống như đó là gì, xuất luôn cái ma trận này ra theo dạng dòng cột. Như vậy thì tôi sẽ xuất một câu đó là anh này là gì, ma trận trọng số 2 chấm, rồi tôi xuống dòng và tôi xuất thẳng các trọng số, chứ tôi không có xuất cái tên của các cái đỉnh. Còn nếu bạn muốn thì bạn phải xuất được tên của các cái đỉnh theo dạng, theo hàng, theo cột. Thì cái việc đó các bạn có thể xem lại ở cái phần video mà chỉ cái cách về hiển thị đồ thị bằng ma trận kề với danh sách kề, được chưa? Thì cái nó chi tiết hơn. Bên đây mình chỉ vận dụng lại cho nên tôi xuất cho nhanh thôi, tức là cũng duyệt dòng, đúng chưa? Rồi anh này cũng sẽ là gì, duyệt cột. Rồi mỗi lần vậy sao, xuất ra a b c, mỗi đứa cắt táp đi cho nó đều để tránh trường hợp một chữ số, hai chữ số đó. Xuất hết số cột trên một dòng thì mình sẽ xuống dòng. Như vậy là hết cái vòng lặp for bên trong để duyệt cột đó, thì tôi sẽ xuống dòng. Như vậy đây là nhập với lại xuất ma trận. Và dựa trên đó mình cho hiển thị hai anh này trước đi, để mình chắc là cái đồ thị của mình đọc được. Rồi mình hãy quan tâm tới cái việc đó là gì, tạo e. Phải chưa? Rồi vậy anh này là sao? Bây giờ toàn cục khai báo hết rồi, chỉ việc input from file. Rồi sau đó là gì? Output master. Rồi. Đây. Bây giờ mình coi có phải là nó xuất đúng cái file của mình mà mình đã nêu hay không. Nếu nó xuất đúng thì nó sẽ ra là nguyên cái dãy dưới đây nè. Được chưa? Rồi, Control F5. Rồi, chờ nó build một xíu. Đây. Như vậy là nó đọc xong nhanh này cho mình rồi. Tương ứng với lại các con số mà mình đã đưa vào trong ma trận trọng số. Như vậy là bước đầu tiên khởi tạo cho cái đồ thị này nó đi vào trong cái việc gì, nhận dữ liệu là thành công. Rồi tới đây có ai thắc mắc cái gì không? Nhận một vài phút. Rồi, có cần dừng vài phút cho cài đặt cái việc này không trước khi hướng dẫn cái việc tạo e? Lớp. Có cần vài phút cài đặt cho cái anh này không? Nó im ru hết cả lớp luôn. Sao? Không ai phản hồi. Dạ cần coi. Rồi bây giờ cho vài phút các bạn cài đặt, thì các bạn cài đặt cho cô cái đồ thị ở trong đây nha, tức là tạo cái file test cho cái anh này. Rồi xíu mình sẽ chạy Cruise bằng tay rồi mình so với lại kết quả cuối, được chưa? Cô thì cô hiển thị nhanh để hướng dẫn các bạn, còn bây giờ các bạn cài đặt full thì anh này cũng có bao nhiêu đỉnh, 2 4 5 6 7 8 9 đúng không, 9 đỉnh có giá trị trọng số rồi, cụ thể rồi ha.
thì ưu tiên theo alpha b đi, giả sử vậy thì là a b c d e f g h i, được chưa? Rồi và anh này đó là tiến hành cài đặt. Rồi bây giờ đó là sao? Thì thực hiện đọc file ha, rồi đưa vào xuất hiển thị nó ra trước đi, rồi xíu mình làm tới cái bước là gì? Mình tạo tập hợp tất cả những cạnh đang có trong cầu thị hiển thị trong e hết, rồi sau đó mình sẽ sắp xếp, rồi mình duyệt CruiseCode. À, rồi bây giờ cho 15 phút, tại vì làm cái file này thì chắc cũng lâu nè. À, 15 phút thì tới 6 giờ 25 nha. Thì trong thời gian này là cô show cô để cái màn hình cái đề của cái đồ thị ha. Còn cái việc mà hiển thị ma trận thì tại vì trước đó cũng có chỉ rồi cho nên chắc là đọc được. Rồi đây. Đây 15 phút mô phỏng cái đồ thị này đi.
Có là như trọng số của y g chưa có. Trọng số từ y đến g đúng không em? Dạ. Rồi trọng số từ y đến g cho dùm câu số 5 nha. Cả lớp luôn ha. Từ y tới g sẽ là 5 nha các bạn. À nhưng mà mình sẽ gặp g trước đúng không? Cho nên tức là g y 5 nha. Đồng nghĩa với việc đó là y với lại g cũng là 5 luôn.
Rồi được chưa? Bây giờ cô hướng dẫn cái việc cái cách tạo e với lại sắp xếp e được chưa? Ừ, cả lớp. Kịp chưa? Hay là thêm xíu nữa? Chưa hả? Rồi. Chưa tạo xong thì cho thêm 10 phút đó ha. Nhanh lên ha, tạo cái cố gắng tạo cái file đó. Rồi, 10 phút.
Rồi tiếp tục nha, bây giờ cô chỉ cách tạo E. Tập E là coi như là tập hợp tất cả những cái cạnh đang có của đồ thị, bao nhiêu là nó liệt kê hết. Tuy nhiên á, do đồ thị của mình đang là đồ thị vô hướng nên mình sẽ sao các bạn, nếu mà A sang B thì chỉ liệt kê một lần thôi, không có lấy lại B sang A, được chưa? Tức là A sang B thì không có lấy lại B sang A. Còn nếu như mà đồ thị mai mốt mà khi mà mình gặp thực tế mà nếu nó đồ thị có hướng đó thì A sang B nó khác với là B sang A, thì khi đó mình sẽ phải lấy đầy đủ hết. Bây giờ là gì? Bây giờ thì mình sẽ tiến hành tạo nó. Thì chẳng qua cái thằng tập E đó, cái cách mình lưu trữ, tại vì mình có tới các thông tin cần lưu trữ là phải có đỉnh bắt đầu, đỉnh kết thúc, hay nói nôm na là hai đỉnh của cái cạnh đó, cộng với là cái trọng số nữa. Để làm cái gì? Nếu như mà một cái cạnh nào được chọn, mình đưa vào trong T, mình còn phải cộng tổng cái trọng số đó lại. Cái trọng số đó thứ nhất vừa dùng để đi so sánh nè, để đi sắp xếp. Thứ hai nữa đó là gì? Khi mà đưa vào trong tập T thì mình còn phải tính tổng trọng số ứng với lại cái cạnh đó để mình tính ra được đó là trọng số của nguyên cái cây khung. Cho nên bây giờ khi mà tiến hành lưu trữ đó thì người ta tiến hành lưu trữ đó là thứ nhất á, là thằng E1 là một cái mảng một chiều ha. Người ta khai báo ba cái mảng một chiều trước là E1, E2 với lại VKE đi. Thì E1 nó sẽ lưu cái đỉnh bắt đầu của cái cạnh đó, E2 nó sẽ lưu cái đỉnh kết thúc của cái cạnh đó, và VKE thì nó sẽ lưu trọng số của cái cạnh đó. Như vậy cô nói ví dụ AB4 đi, thì E1 tại vị trí thứ 0, nếu lần đầu tiên bạn thêm vào là cạnh đầu tiên đó, thì sẽ là E1 thứ 0 sẽ là số 0, tức là đỉnh A. Mà nếu như mà là cạnh AB thì E2 thứ 0 nó sẽ là lưu cái đỉnh kết thúc của cái cạnh này sẽ là B, thì tức là lúc đó nó sẽ lưu là con số 1 ha. Rồi VKE thì là gì? VKE thì nó chính là trọng số, thì khi đó nó sẽ là 4, tức là VKE thứ 0 thì sẽ là bằng 4. Rồi ví dụ như cái cạnh thứ hai nó đưa vào là chắc chắn trong trường hợp này là AH, đúng không? Tại vì thứ tự bằng duyệt trên những cái anh nào mà kề là nó đem vào. Tuy nhiên khi thêm được AB vào cho E rồi, để tránh trường hợp một xíu nó duyệt tới B, nó sẽ có cái cạnh đó là B sang A nữa, thì bạn có thể bạn cho là ví dụ như cái lúc mà lấy AB là một con AEG nào đó, thì bạn lấy Y là đỉnh đầu, Z là đỉnh cuối, đưa vào cho E1 với E2 rồi, thì bạn có thể bạn cho AEG lúc đó bằng 0, đồng thời cho AGE cũng bằng 0. Tức là A kề với B hay B kề với A đã được đưa vào rồi thì coi như mình đánh trọng số nó qua là 0. Để lần sau mà có duyệt lại á, thì cái cạnh mà ở cái chiều ngược lại của nó là coi như không có được liệt kê nữa. Tại vì mình kiểm tra để mà mình liệt kê là cái giá trị AEG ngay tại cái thằng đó làm ở trọng trọng số phải là khác không. Nếu nó bằng không thì mình không đưa vào. Do mình đã đưa rồi cho nên mình đưa hai anh này sang trạng thái là không hết, để lần sau nó duyệt nó khỏi cần phải làm sao đưa cái cạnh BA vào. Rồi vậy tới chừng mà lần sau á con cạnh mới là AH, thì lúc này là coi như là mình thấy nó vẫn còn đang khác không, là trọng số nó là 8 mà, thì bạn sẽ đưa A tức là 0 vào cho E1 thứ 1. Rồi H là ví dụ như thứ mấy đó, hồi nãy cô cắt lát cho nên là H của mình là coi như thứ hai, thì lúc đó sẽ là E2 thứ 1 sẽ là bằng con số 2, và VKE thứ 2 nó sẽ, xin lỗi thứ 1 chứ, VKE thứ 1 thì mới là cạnh tiếp theo thôi phải không, thì nó sẽ là bằng 8. Như vậy phải có một cái chỉ số dùng để chạy cái số lượng phần tử trong cái tập E, đúng chưa? Cái số lượng phần tử đó là nó áp dụng cho cả ba cái mảng một chiều đó luôn. Ha, như vậy là mình sẽ liệt kê đầy đủ vào. Rồi bây giờ cô lấy lại full cái quyền ha, để cô coding. Rồi đây bây giờ mình có cái anh này rồi. Bây giờ mình sẽ thực hiện một cái bước là mình tạo E. Thì bây giờ phải khai báo thằng E trước, gom gọn hai anh này lại. Khai báo E thì giống như đã nói, mình sẽ chuẩn bị một cái thằng E1 là một mảng một chiều thôi, thì số lượng phần tử tối đa cũng là max ha. Rồi anh này sẽ là nhiêu, E2 số lượng phần tử tối đa nhiêu cũng cho nó là max đi. Rồi tiếp tục là tới gì, VKE ha, VKE thì sẽ là bao nhiêu cũng cho là max luôn. Và một cái giá trị chỉ số để nói chuyện các phần tử của thằng E này, như vậy là mình gọi là NE đi, mình cho nó bắt đầu bằng 0. Tại vì là đầu tiên là sẽ vào cho E1, E2, VKE tất cả đều là thứ 0. Mỗi một lần thêm được một cạnh vào cho cả ba cái anh này
thì cái thằng NE này của mình á, nó sẽ tăng một đơn vị. Rồi vậy bây giờ cái bước này của mình sẽ được gọi là bước tạo E, được chưa? Hoặc là ví dụ đặt tên RE. Rồi nhận vào là coi như cũng là cái ma trận cộng số. Mình chỉ thực hiện đưa các phần tử vào cho ba cái anh này, mà ba cái anh này nó cũng là toàn cục rồi, cho nên không có cần đưa vào trong tham số đầu vào. Như vậy cái bước mà để tạo này nè, là bây giờ mình duyệt hết cái thằng đó là ma trận trọng số, tức là duyệt cái thằng A đó. Cái chỗ nào mà A EZ của mình á, mà khác không thì tức là nó có kề, thì mình đưa thằng Y vào cho E1, đưa thằng Z vào cho E2, đưa A EZ tức là giá trị trọng số của nó vào cho VKE. Rồi sau đó NE sẽ tăng một đơn vị. Sau đó tại cái AEZ bạn gán cho bằng 0 và AGE cũng gán bằng 0 để lần sau nó không có liệt kê cái cạnh ở cái chiều ngược lại. À, như vậy for y dĩ nhiên chạy xong anh này là coi như nguyên cái ma trận tổng số, là lúc đó là nó còn nhiêu, nó còn là 0 hết nha. Tại vì mình biến đổi hết rồi. Thì lúc đó là cái việc tính tổng tổng số là chỉ phụ thuộc vào thằng E với lại thằng T thôi. Như vậy duyệt dòng, mỗi dòng duyệt cột. Rồi mỗi lần dạy kiểm tra nếu trọng số ngay đó khác không, tức là nó có kề, tức A EZ khác không thì là nó có kề. Mà nó có kề thì sao? Thêm vào thì thứ tự thêm là đầu tiên E1 thứ gì? Thứ NE nha, thứ NE tức là thứ không đầu tiên sẽ là bằng Y, đỉnh kết thúc là vào E2, thứ NE luôn là bằng thằng Z. Rồi trọng số là V các E thứ NE là sẽ bằng A thứ EZ. Sau đó gán AEZ bằng 0. Rồi gán luôn chiều ngược lại AGE bằng 0 để lần sau nó khỏi check nữa cái chiều ngược lại. Sau khi gán xong được anh này, NE tăng một đơn vị để lần sau nó nhận một cái cạnh mới. Như vậy là coi như mình có cái thằng E. Bây giờ mình muốn kiểm chứng thì mình viết một cái hàm, đó là mình xuất những cái cạnh E đang có trong cái tập hợp E này ra. Như vậy thì anh này về cơ chế anh giống như anh xuất mãn một chiều vậy đó. Tại vì bạn đang có ba cái phần tử, hay nói nôm na là hồi nãy các bạn đi cắt lát anh này kiểu này rồi, thì bây giờ liệt kê ra những cạnh sẽ có gì? AB4, AH8, rồi thứ tự nó đưa vào thì chắc chắn là tới gì? BH11, rồi tới gì? HI7, là bốn cạnh nếu mình cắt lát. Còn nếu hồi nãy mà các bạn thêm cái anh này ngay đây nữa là coi như nó có bao nhiêu cạnh là nó phải liệt kê hết. Cái mục tiêu của mình là như vậy. Rồi giờ anh này chẳng qua là gì? Xuất. Mà tại vì cái đỉnh bắt đầu là cứ bên E1, đỉnh kết thúc là bên E2, cái trọng số là bên thằng VKE. Cô muốn nó liệt kê theo kiểu này ha. Đó là ví dụ nó có 4 cạnh đúng không? Thì bây giờ nó sẽ làm sao? Ví dụ A phải B phải phải nhiêu? Anh này hình như là 4 phải không? 4. Rồi tiếp tục nhiêu nữa? Ví dụ nãy tôi cắt lát, tôi nêu một vài ví dụ thôi ha. A H 8. Rồi tiếp tục tới nhiêu? B H11. Rồi tới nhiêu nữa? HI7. Rồi nó sẽ ra cho mình có bao nhiêu đứa, mỗi đứa đều liệt kê theo kiểu như thế này. Thì cái thằng A này ở đâu ra? Nếu mà trong E thì thằng A này đang lưu là con số 0, thằng B này đang lưu số 1, anh này là 0, anh này theo thứ tự mà mình cắt lát á, thì nó chỉ là 2 thôi. Anh này là 1 rồi 2, và anh này là 2 rồi 3. Như vậy thì bây giờ nếu mà xuất như vậy thì bạn nhớ là những cái đứa ở vị trí đầu tiên á, nó chính là cái thằng E1 á. Được chưa? Rồi phải là thằng E2 đúng không? Tại cái chỉ số đó, tức là E1 thứ mấy, E2 thứ mấy, thì nếu mà cái cạnh này đưa vào đầu tiên thì anh này chính là gì? E1 thứ 0 đúng không? Rồi E2 thứ 0 là thông tin của đỉnh đầu, đỉnh kết thúc, và VKE thứ 0 là trọng số tương ứng. Đó. Như vậy thì nếu mà bạn xuất như vậy thì nó sẽ ra là gì? 0,1,4. Thì bây giờ mình lấy nó ra thành cái tên của cái đỉnh thì nó sẽ là gì? Vertex thứ anh này. Như vậy cái anh này nè, số lượng phần tử là chạy bao nhiêu đứa? Là NE đứa. Thì mình duyệt cái vòng lặp từ 0 đến nhỏ hơn NE. Mỗi lần dạy mình xuất lấy cái anh E1 thứ Y này nè, truyền vào cho vertex để mình lấy cái tên đỉnh phù hợp, tức là mình ánh xạ ngược về. Riêng cái thằng VKE thì đừng có ánh xạ, tại vì nó chỉ là trọng số thôi. Rồi bây giờ mình sẽ xuất với cái giao diện như thế này. Tức là mỗi một cạnh nằm trên dòng vậy nè, liệt kê ra với dạng tên các đỉnh, rồi phải cái trọng số ở cuối. Như vậy bây giờ tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ xuất E đúng không? Output E.
Thì tất cả những tụi nó đã là toàn cục rồi, cho nên không có cần truyền nữa. Lúc này chẳng qua chỉ là gì? For t đi từ 0, y nhỏ hơn ne, số lượng phần tử trong tập e bây giờ là ne. Mỗi một lần như vậy thì xuất cái gì? Tôi sẽ xuất như vậy. Thứ nhất đó là dấu mở ngoặc, là một cái chuỗi. Dấu mở ngoặc. Rồi tới E1 thứ E thứ Y đúng không? Thì tôi sẽ truyền vào đó là vertex thứ E1 thứ Y. Tại vì thằng này nó sẽ ra ví dụ số 0, số 1, số 2. Tôi lấy nó làm được ánh xạ bên thằng vertex. Và tôi được cái đỉnh thứ nhất. Được chưa? Rồi bây giờ tới cái chuỗi đó là gì? Tới dấu phẩy đúng không? Đó là đỉnh thứ nhất. Xong rồi tới đỉnh thứ hai thì phải cái. Rồi tới đỉnh thứ hai. Không muốn cắt thì khỏi có khoảng cách. Rồi tới cái đỉnh thứ hai thì sẽ là gì, cũng là vertex, nhưng anh này sẽ là E2 thứ Y, truyền vào cho thằng vertex. Rồi sau đó là tới gì, tới phải cái trọng số đúng không, thì trọng số là ở đâu, là VKE thứ thứ gì, thứ Y, được chưa, thứ Y. Rồi sau đó là đóng cái cặp dấu ngoặc lại. Rồi ví dụ như xuống dọc, rồi mỗi một cặp một lần vậy, tôi cứ xúc vậy thôi. Rồi bây giờ đó là gì, tôi dựa trên cái việc đó nè, tôi sẽ gọi ha create. Sau đó dĩ nhiên các bạn cài đặt theo kiểu đó là gì, cái này là cô gọi cô chat từng bước cho bạn biết thôi, chứ người dùng họ có quan tâm tới cái vụ output e này không? Không, họ chỉ quan tâm tới cái việc là họ nhận vào cho cái đồ thị, rồi họ kêu bạn đó là cài đặt thao tác đó là gì, tìm cái khung tối thiểu bằng Brusco cho họ biết gồm những cái cạnh nào và số đỉnh là bao nhiêu, tức là họ chỉ xài cái kết quả cuối. Còn cái này là cô đang review từng bước cho bạn coi ha. Rồi vậy anh này sau khi tạo e xong, output e tới thời điểm hiện tại đi, nhớ là chưa sắp xếp nha. Rồi control F7 là chưa có lỗi đúng không, control F5. Rồi đây nè, AB4 nè, AH8 nè, BH11 nè, HI7. Như vậy là coi như có bao nhiêu đứa mình lấy ra được hết rồi. Rồi như vậy là coi như đây là bước tạo e và xuất e cho bạn coi. Rồi có ai thắc mắc cái gì thì nêu, một vài phút sau đó cô sẽ chỉ luôn cái việc đó là gì, sắp xếp cái thằng e. Gợi ý trước rồi đâu, tập thử để cho sắp xếp, tại vì lúc này sắp xếp thằng e là sắp xếp ba mẻ một chiều nha. Rồi các bước này được không? Để coi áp dụng vào trong bài của mình coi có xuất được thằng E chưa? Nhớ bao nhiêu cạnh là nó vô hết đó nha. Rồi bây giờ cô chỉ sắp xếp E nha, để mình cài đặt theo kiểu là Brusco cải tiến. Được chưa các bạn? Lớp. Sao nay nó lùi phản hồi dữ ta? Sao đi tiếp cái việc sắp xếp được chưa? Ui da cũng không nói luôn. Đi tiếp cái việc sắp xếp được chưa? Dạ được coi. Rồi được chưa Phương? Dạ được. Trời mấy đứa này phải hỏi tới ngay nó lười quá chừng. Phản hồi đi trời, để mình tôi đọc tấu vậy. Rồi tạo e xuất e xong, bây giờ sắp xếp. Sắp thì sao? Sắp tăng dần theo trọng số đúng không, tức là cái đứa nhỏ nhất là nó nằm đầu tiên. Như vậy thì
giống như cái điều kiện gì đó là thằng V kép E so nó với tất cả những đứa phía sau. Nếu mà đứa sau mà nhỏ hơn thì hoán đổi, đúng không? Thì hoán đổi là phải hoán đổi nguyên một bộ, tức là hoán đổi E1, E2, V kép E của thằng thứ Y với thằng thứ Z. Như vậy chẳng qua thay vì đó là ba thành phần thì bây giờ nó là ba cái mảng thôi, thì truyền lại đúng cái tên tại vì nó ứng với đúng chỉ số đó mà. Phải chơi về âm này, tôi cài đặt một cái bước là ví dụ như một cái bước là hoán đổi nha. À, để mình gọi cái function cho nó nhanh nè. Thì lúc này hoán đổi chỉ là hoán đổi các số nguyên cho nhau thôi, cho nên tôi giả sử các số nguyên đó là x với y. Rồi khi mình tiến hành hoán đổi thì mình gọi cái hàm hoán đổi này 3 lần. Mỗi một lần là nó ứng với lại E1 hay là E2 hay là VKE. Như vậy bây giờ là gì? Một cái thằng tạm bằng x. Đúng chưa? X bằng y. Y bằng gì? Y bằng tạm. Rồi bắt đầu tiến hành sắp xếp E. Ha. Rồi anh này là gì? Sắp tăng dần theo trọng số nhỏ nhất về đầu. Cho nên lúc này gì? Số lượng phần tử trên ba đứa này đều là NE hết. Rồi đúng chưa? Nhưng mà có phải khi sắp xếp tăng dần thì bạn không cần phải duyệt tới phần tử cuối không? Tại tới đứa cuối nếu mà bạn sắp tăng dần mà interchange sort thì nó đâu còn đứa nào phía sau đâu mà đi so. Cho nên là tôi chỉ duyệt tới kế cuối thôi. Mỗi một lần như vậy là nó sẽ quan sát tới các vị trí ngay phía sau nó cho đến cuối. Thực hiện nếu V kép E thứ Y mà nó nhỏ hơn V kép E thứ Z, tức là đứa sau nhỏ hơn. À, xin lỗi, à, nó phải lớn hơn chứ, để đảm bảo là đứa sau nhỏ hơn thì mình mới hoán đổi nó. Tại vì đưa đứa nhỏ về đầu mà. Như vậy nếu đứa sau nhỏ hơn đứa trước thì hoán đổi. Như vậy hoán đổi thì bây giờ là phải hoán đổi E1 thứ Y với E2 thứ Y. À xin lỗi, E1 thứ Y với E1 thứ Z. Tức là ví dụ như trong trường hợp anh này, à, tôi giả sử đi. Xin lỗi. Bây giờ giả sử mình đang có nó là AB4, nhưng mà lại có một đứa là ví dụ như AC2. Chờ xíu nha. Xin lỗi nha, nói nhiều quá cho nên là nó khan tiếng khó nói quá. Tiếp à. Bật mic rồi đúng không? Ok. Rồi bây giờ giả sử mình có đó là AC2 với lại AB4, thì bây giờ là đứa sau nó nhỏ hơn nè. Thì bây giờ đổi á là E1 với E1 với nhau là phải đổi. Đúng không? Vậy E1 thứ Y với E1 thứ Z. Rồi E2 thứ Y với E2 thứ Z. Rồi V kép E thứ Y với V kép E thứ Z. Đó là các bộ mình đổi. Tức là đầu thì phải đổi cho đầu, cuối thì đổi cho cuối, trọng số thì đổi cho trọng số. Như vậy tức là bạn gọi cái hàm hoán đổi E1 thứ Y hoán đổi với E2 thứ Z. Bạn cũng gọi hoán đổi E2 thứ Y. Bên này gõ sai đúng không? E1 thứ Y với E1 thứ Z, đầu cho đầu, đuôi cho đuôi. Như vậy thì tức là E2 thứ Z. Rồi trọng số cho trọng số, tức là hoán đổi V kép E thứ Y với V kép E thứ Z, tức là đổi là phải đổi nguyên một bộ. À. Rồi, sắp xếp xong thì nếu bạn muốn coi kết quả thì bạn xuất lại thôi, phải chưa? Rồi giờ anh này dưới đây, mình đang muốn coi từng bước mà. A bút E lần thứ nhất khi mới vừa tạo xong. Sau đó gì? Sắp xếp E. Rồi, sau đó tôi sẽ cách nó ra một dòng nha. Để tiếp tục tôi gọi lại output lại cái thằng E cho các bạn coi. Để nó cắt dòng ra, để chứ nếu không nó sẽ xuất liên tục đó thì mình khó coi. Rồi đây, Ctrl F5. Đây là trước khi sắp xếp nè. Đây là sau khi sắp xếp nè. Thì thấy nó đổi là đổi nguyên bộ đúng không? Về vị trí thứ hai phải là HI7. Vị trí thứ ba phải là AH8. Và vị trí cuối cùng phải là BH11. Rồi, như vậy đó là cái cách mình thực hiện các bước đầu tiên của Fusco cải tiến, tức là tạo E và sắp xếp E. Rồi bây giờ chờ cho vài phút để các bạn tiến hành cài đặt cho đầy đủ đi, xong rồi sau đó tiếp tục mình kiểm tra tới cái việc là gì, dùng cái anh tập E này để chạy Fusco. Rồi bây giờ cho 10 phút cài đặt cho full nha, rồi kiểm chứng với lại kết quả của mình, coi kiểm tra là với cái đồ thị hồi nãy đó, tạo tập E xong sắp xếp E coi có phải nó đúng bằng tất cả các cái cạnh hồi nãy mình đã liệt kê hay không, được chưa?
Rồi cho 10 phút nha. Rồi trong thời gian này share cái màn hình sụt code ha. Đây. Rồi 10 phút. Ủa cô ơi. Sao bạn? Cái hàm hoán vị á cô, mình xài sẵn được không cô? Xài sẵn là sao? À xài có sẵn cái swap á hả? À. Thì cũng được, tùy. Nhưng mà còn không thì mình xây dựng cũng được, bình thường thôi.
Cô cho em hỏi tại sao là dịch từ y tới ne trừ 1 và cái phần bắt đầu từ z là y cộng 1? Quên cái thuật toán interchange shock rồi hả? Interchange shock là làm sao? Chẳng qua cái này là bây giờ là thằng duyệt trên cái thằng lấy điều kiện là trên thằng VKE. Thì duyệt từ phần tử mỗi lần đó là từ đầu, ở vị trí đầu danh sách so với tất cả những đứa phía sau. Thì bây giờ nếu mà bạn chạy cái thằng Y cho đến cái thằng vị trí cuối là NE trừ 1 thì phía sau nó còn đứa nào đâu nữa mà so. Phải không? Cho nên lúc đó làm sao chỉ cần chạy tới đứa kế cuối thôi thì nó mới còn phần tử phía sau để nó bắt cặp một phần tử nó so cho em. Được không? À dạ. Dạ được ạ.
Rồi bây giờ tiếp tục nha. Thực hiện sáng việc cài đặt Rusco. Bây giờ muốn cài đặt Rusco thì thằng em mình chuẩn bị xong hết rồi. Mình cần thực hiện cái thao tác đó là cái gì? Mình lấy ra từ đầu trong cái tập E, tức là từ phần tử đầu tiên luôn. Mình đưa nó vào trong cái khung T. Nếu như mà không tạo thành chu trình thì sao? Cái cạnh E nó sẽ được lấy. Tức là mình sẽ đưa lần lượt á, là E1 thứ ngay tại vị trí đó, rồi E2 tại đúng vị trí đó, về các E tại đúng vị trí đó đi vào cho tập T. Như vậy thằng T nó cũng sẽ lưu trữ kết quả. Thì cái cách bố trí tập T nó cũng tương tự như tập E, tức là nó cũng sẽ có đỉnh bắt đầu, để chờ cũng sẽ có đỉnh kết thúc, và cũng sẽ có cái gì các bạn, trọng số. Như vậy khi đó sẽ là gì, mình sẽ báo ba cái mảng một chiều nữa, T1 được chưa? Rồi tiếp tục tới gì, T2. Về cái T và chỉ số dành cho anh này, tức là NT, mình cũng cho bắt đầu từ 0. Mỗi một lần nó nhận một cạnh vào là tại cái vị trí thứ NT này. Rồi sau đó NT sẽ tăng một đơn vị. Và bạn nhớ khi nào bạn đưa vào, nó không tạo thành chu trình. Về bản chất của cái việc không tạo thành chu trình, tức là cái cạnh mà bạn mới đưa vào, à, cái cạnh mới đưa vào, à, nó không có tồn tại trong thằng E, thằng T1 đang có. Tức là những đỉnh đang có trong T1 là không có nó, nhưng đồng thời nó cũng không tồn tại ở bên T2. Hoặc là bạn xét theo cái chiều ngược lại, tức là mình đang nói luôn cả cái việc cài đặt tính chất này là dành luôn cả cho cái anh đó là đồ thị có hướng đó. Cũng có thể cài đặt theo kiểu này luôn, à, tức là lúc đó là mình xét luôn cả cái việc đó là cái thằng E mới vừa được đưa vào, đỉnh bắt đầu nằm bên T1, cũng có thể cho nằm bên T2, nhưng mà giống như là nó đi chéo vậy đó. Tức là nếu mà nó nằm bên T1 thì cái đỉnh kết thúc sẽ nằm bên T2, hoặc là cái đỉnh kết thúc nằm bên T1, đỉnh bắt đầu nằm bên T2. Giả sử như vậy thì một trong hai trạng thái đó đồng nghĩa với việc là cái cạnh này đã có xuất hiện rồi, hay là nói nôm na hai đỉnh này đã có rồi. Bây giờ bạn đưa vào một cái đỉnh mà một cái cạnh mà cái cạnh nó được tạo thành bởi hai đỉnh đã có thì chắc chắn là nó tạo thành chu trình. Tức là ví dụ hồi nãy bạn đi cái đường nào đó, bạn đã qua AB rồi, bây giờ bạn thêm vào một cái cạnh mà vô tình á, là cái cạnh này có thể gặp lại những cái đỉnh đã có. Ví dụ hồi nãy đi A, B, C, cái bây giờ bạn có một cái cạnh đó là cạnh CA, thì có phải ha, thì có phải là nó đang nằm sao các bạn, lặp lại hai cái đỉnh đó, thì nó chính là tạo thành một chu trình khép kín. Cho nên lúc đó là sao, mình sẽ không có thêm cái cạnh đó vào. Mà bạn nên nhớ là thằng E của bạn bây giờ nó đang sắp tăng dần, mình thì mình duyệt chỉ số Y đi từ đầu đi, tức là lấy được đứa nhỏ nhất. Mà ngay tại cái vị trí Y đó, tất cả E1 thứ Y, E2 thứ Y, VKE thứ Y đều không thể đưa vào được tại vì có chu trình. Thì lúc đó bạn tăng Y lên thì tức là vô tình bạn qua được cái phần tử có giá trị trọng số nhỏ tiếp theo. Đúng chưa? Thì mình khỏi cần phải thực hiện thao tác là xóa phần tử ra khỏi tập E. À, nó khác với lại bên RIM. Bên RIM là cứ mỗi lần mà bạn đưa được một cái cạnh vào trong tập T là bạn phải xóa nó ra khỏi E. Tại vì tập E bên thằng RIM là mang tính chất là được bổ sung sau mỗi một lần có một cái cạnh mới, do nó xét từng đỉnh mà, phải chưa? Còn bên đây á, là nó có một cái lợi thế là nó liệt kê hết tự động. Rồi, vậy dựa trên đúng tính chất đó mà mình cài đặt. Vậy bây giờ mình cần có một cái hàm là kiểm tra sự tồn tại á, giống như là kiểm tra một cái giá trị nào đó nó có nằm trong cái mảng một chiều hay không, mảng nó số lượng phần tử là bao nhiêu, được chưa? Rồi vậy bây giờ cô cài đặt cái hàm đi, đó là chest ha, chest. Như vậy thì anh này là giống như ở trong một cái mảng nào đó, mảng một chiều, tức là mình cứ tìm một cái giá trị đỉnh, giá trị số nguyên thôi, nó có trong tập hợp những cái đỉnh đang có trong cái thằng T thứ mấy hay không thôi. Như vậy là coi như giả sử gọi mảng đó là A, số lượng phần tử là ví dụ như là size nào đó đi. Rồi anh này sẽ là gì? Tìm giá trị là bao nhiêu, ví dụ đó là con X. Tìm coi nó có hay không thôi. Chỉ cần có là coi như là mình nói là nó có tồn tại. Như vậy thì cái anh này nè, nó được đưa vào là theo thứ tự của tất cả các đỉnh, cho nên cứ liệt từ đầu tới cuối. Đứa nào mà có bằng á, thì lúc đó mình return về. Như vậy là anh này đi từ đầu đi cho đến size, đúng không? Chỉ việc chest nếu như con X này mà nó bằng A thứ Y, tức là có một đứa nó bằng rồi, thì lúc này sao các bạn? Return value true, tức là có xuất hiện, còn không thì sẽ là false. Và cái hàm này mình sẽ được dùng để mình kiểm tra
một cái đỉnh E thứ một nào đó, nói chung là cái đứa của cái giá trị mà mình đang duyệt được ở cái cạnh có trọng số nhỏ nhất đó, nó có nằm trong cái thằng T1 hay không, hoặc là nó có nằm trong thằng T2 hay không, được chưa? Thì coi như đó là cái mảng của mình chính là cái thằng T đang có. Rồi số lượng phần tử này chính là số lượng phần tử của cái thằng T. Còn cái đứa cần tìm này chính là cái thằng E mấy đó, E1 thứ mấy đó, được chưa? Để cái giá trị để mình đi tìm. Tức là coi cái đỉnh mà mình chuẩn bị mình đưa vào đó, nó có nằm trong những đỉnh đã có hay không, để mình xét theo dạng từng cặp. Rồi vậy anh này, bây giờ khi mà cài đặt Rusko ha, thì bây giờ sao? Void Rusko đi ha. Rồi, đầu tiên cứ duyệt từ đầu của cái tập E đi xuống. Tại vì tập E bây giờ là tăng dần rồi, cho nên cái đứa trên đỉnh đầu á, là mình đi từ trọng số nhỏ nhất á. Như vậy for E đi từ 0, E nhỏ hơn NE. Đúng chưa? Số lượng phần tử nè. Mỗi lần vậy sao? Mình kiểm tra coi là cái cạnh E1 thứ Y, E2 thứ Y, VKE thứ Y này nè, đưa vào trong cái thằng T nó có thành chu trình hay không, bằng cách bạn kiểm tra E1 thứ Y là đỉnh bắt đầu, nó có nằm trong T1 không? Tức là nó có chưa? Nếu nó có rồi mà cái thằng E2 thứ Y, tức là đỉnh kết thúc, có nằm trong T2 thì là coi như tạo thành chu trình. Thì mình sao? Mình bỏ qua cái cạnh này, mình không có lấy vào. Như vậy tức là mình sử dụng continue, bỏ qua lần lặp này thôi, để tiếp tục đi tìm cạnh khác. Hoặc là nếu như mà thằng đỉnh bắt đầu nhưng mà nó nằm bên T2, còn đỉnh kết thúc nó nằm bên T1, cũng là có sự lặp lại, thì cũng bỏ qua lần lặp này, được chưa? Như vậy nếu như mà nói như vậy thì mình có phải hai cái trường hợp lần chest. Cái thứ nhất là nếu như mà bạn gọi cái hàm chest này, trong T1 số lượng phần tử là NT, cái đứa bạn chest đó là E1 thứ Y, tức là đỉnh bắt đầu, chest coi có nằm trong tập hợp T1 đang có hay không. Nếu như anh này bằng true hoặc là ví dụ anh biết tắt cũng được. Rồi, nhưng mà nếu T1, E1 nằm bên T1 thì check coi đó là T2 á, nó có chứa E2 không? Như vậy tức là trong T2 NT check là check E2 thứ Y. Nếu như hai đứa này nó cùng là true, đồng nghĩa với việc tạo hình chu trình rồi. Continue, bỏ qua. Hoặc có thể là giá trị đỉnh bắt đầu nó nằm bên T2 á, nhưng mà đỉnh kết thúc nó nằm bên T1, tức là anh bị chém ngược lại đó. Thì anh này tức là chết trong T1 NT nhưng mà E2 thứ Y, được chưa? Rồi kết quả mà bằng true và cái đỉnh còn lại nó nằm bên T2, như vậy tức là T2 NT ha, và E1 thứ Y. Đó, một trong hai trường hợp này xảy ra, tất cả đều là continue, tức là bỏ qua cái cạnh này bởi vì nó tạo thành chu trình. Còn nếu như không là lấy được, đúng không? Không bị xét trường hợp là coi như đủ số lượng đỉnh, thì lúc này sao? Bạn sẽ đưa vào đó là gì? T1 thứ N trừ 1. Hoặc là bạn đưa hẳn luôn, xin lỗi, không phải N trừ 1 mà là NT. Tức là chỉ số của mình để bắt đầu từ 0, đưa vào được cái cạnh này, là coi như nó bản gì? E1 thứ Y. Rồi đưa đỉnh kết thúc vào cho thằng T2, tức là thứ NT bằng E2 thứ Y. Rồi VKE thứ NT thì bằng gì? Bằng nó là VKE thứ Y. Rồi sau đó làm sao? Số lượng phần tử này phải tăng để lần sau thêm. Và sau khi tăng thì mình kiểm chứng coi NT này nó có phải là nó bằng tới cái đỉnh kết thúc hay chưa, đủ số lượng đỉnh. Thì lúc này mình sẽ làm sao? Mình sẽ dừng. Như vậy tức là nếu rơi vào trường hợp này, mình dừng, tức là không có cần phải đi tìm một cái cạnh E nào đó khác. Như vậy là quá trình tìm Rusko của mình xong, thằng T của mình chứa đầy đủ. Dĩ nhiên tới chừng tới kết quả cuối cùng là mình phải làm sao? Mình xuất được cái cây khung, đồng thời xuất được luôn tổng trọng số. Như vậy khi đó tôi xài hàm void đi ha, tôi xuất cây khung tối thiểu nha. Rồi lúc này mình còn tính tổng trọng số đúng không? Chẳng qua là mình duyệt, mình xuất cái thằng T này nè, mà mình cộng dồn tất cả các VKT lại. Như vậy khi đó tôi có một thằng sum đi, tôi cho bằng 0. Rồi tôi duyệt thôi ha, thì bạn có thể bằng báo nè. Đây, cây khung tối thiểu 2 chấm. Và nó sẽ gồm các cạnh nào đó ha. Thì lúc này là ví dụ tôi xuống dòng đi, rồi bắt đầu tôi đi liệt kê, thì chẳng qua là bạn xuất các phần tử đang có trong cái thằng VKT thôi, trong cái thằng T. Mà lúc này xuất thì giả sử tôi cũng xuất theo cái kiểu giống như hồi nãy, tức là cứ đỉnh bắt đầu, đỉnh kết thúc, trọng số, rồi sau đó cuối cùng mình sẽ xuất tổng trọng số. Như vậy thì bây giờ duyệt á, là duyệt cho cái gì các bạn? Bên cái mảng T
đi từ 0 cho đến nhỏ hơn NT. Mỗi lần vậy thì sao? Bạn làm hai việc. Việc thứ nhất là bạn xuất cái cộng nó ra. Việc thứ hai là bạn cộng dồn cái giá trị trong số vào. Như vậy lúc này bạn CL. CL cái gì? À, thứ nhất đó là cái gì các bạn? Một cái giá trị dấu ngoặc. À, cạnh thứ nhất là cái thằng T1, đồng thời mình đưa vào ánh xạ vào cho vertex để mình trả ra được nó là coi như tên của cái cạnh nó là cái gì, để chờ tên của cái đỉnh đó. Như vậy là vertex nè, sau đó đến cái chuỗi thì nó sẽ là dấu phẩy, rồi đến cái gì, vertex thứ T2 thứ Y, đúng chưa, là đỉnh kết thúc. Rồi đến gì, trọng số thì sẽ là cái gì các bạn, VKT thứ Y, đúng chưa. Rồi tới cái gì, tới cái dấu đóng ngoặc. Rồi xuống dòng đó, mỗi một cạnh liệt kê như vậy. Rồi sau đó làm sao, tính tổng lại, sum cộng dồn bằng trước đó cộng thêm cái gì các bạn, v các t thứ y, đó là lấy v các t cộng dồn. Thì sau khi xuất được hết tất cả các cạnh này rồi thì lúc này sao, bắt đầu mình xuất gì, tổng trọng số ra, đúng chưa. Ngày này mình xuất đó là tổng trọng số, còn ai muốn có giá trị trả về gì đó thì tùy ha. À, tổng trọng số 2 chấm thì sẽ là cái gì, à, biến sum, đúng chưa. Rồi như vậy nếu với đồ thị hồi nãy tôi cắt lát thì anh này là hồi nãy mình nói rồi đúng không, anh này nếu về là chỉ có AB rồi AH rồi HI thôi, nhưng mà nếu mà xuất theo đúng thứ tự là AB trước rồi HI rồi mới tới AH. Và tổng trọng số mình nói rồi là nó bằng 4 cộng 7 cộng 8 thì nó bằng nhiêu các bạn, à, nó bằng nó là 19, phải chưa. Rồi mình check đối với trường hợp hồi nãy. Đây bây giờ gọi cái mớ này đó là sao, gọi thôi chứ không có cần phải output E lại gì nữa hết, à, chỉ gọi đó là cái gì, à, tạo E, sắp xếp E, rồi sau đó gọi Brusco thôi, rồi xuất kết quả thôi, chứ bây giờ đâu có cần check nữa đâu mà phải output E đồ này kia lại, phải chưa. Vậy là tạo E, sắp xếp E, gọi Brusco, được chưa, gọi Brusco, sau đó gọi gì, à, xuất cây khung, đúng chưa. Rồi Ctrl F7, rồi không có lỗi, Ctrl F5. Rồi đây, lúc này để ý, tổng trọng số đang lấy là bằng 0. Tại sao? Nhìn cái khung tối tiểu, chưa có đưa trọng số vô. Thì bây giờ mới coi, tại sao chưa có trọng số? Thì nhìn ở đây, à, tại ai biểu lưu mà đi lưu vào VKE, phải lưu vào VKT mới đúng, đúng không? Tức là gì? Anh này là VKT thứ NT là phải bằng VKE thứ ngay tại vị trí đó. Hồi nãy giờ tôi gán giống như gán lại chính nó, cho nên nó lưu trọng số, nó lưu bên thằng E đó, nó đâu có lưu bên thằng T đâu, cho nên tất cả đều là không. À, rồi thực hiện lại, cần cho F5. Đây, rồi bây giờ nó lưu được rồi nè. AB4 nè, HI7 là vô trước nè, AH8 vô sau nè, đúng thứ tự đó, giá trị từ trọng số từ nhỏ tới lớn, và tổng trọng số lúc này là 19. Rồi đây là cài đặt theo Brusco cải tiến. À, có ai có thắc mắc gì không? Ổn đúng không? Được chưa? Rồi bây giờ đâu các bạn cài đặt cái anh Brusco cải tiến này, xong sau đó các bạn cài đặt lại bằng Brusco cổ điển coi. Nhớ Brusco cổ điển thì phải làm sao? Nó đâu có sắp xếp thằng E trước. Đó, thằng E là mỗi lần phải tìm đứa nhỏ nhất, đúng không? Lấy đứa nhỏ nhất đó đưa vô, đưa vô xong rồi mới sắp xếp là thằng E đi tìm đứa nhỏ nhất. Rồi sau đó mới làm sao? Lại đi lấy đứa nhỏ nhất đưa vào cho thằng T. Đâu, rồi bây giờ hoàn thiện cái việc này. Nếu anh này là đang Brusco cải tiến nha, bây giờ các bạn cài đặt Brusco cổ tiến, xong sau đó các bạn cài đặt Brusco cổ điển cô xem, tức là không có sắp xếp thằng E từ đầu, mà mỗi một lần lấy được một đứa đưa vào cho thằng T là loại nó ra khỏi cái thằng E đang có. Như vậy tức là giống như thao tác xóa vậy đó, được chưa, giống như thao tác xóa, xóa xong thì phải đi tìm cái đứa nào nhỏ nhất, đúng không, rồi lại lấy đứa nhỏ nhất đó đưa vào đó. Đầu suy nghĩ rồi cho thời gian làm bài. Trong thời gian này share cái màn hình số code ha. Đây. Rồi đâu, cài đặt Brusco cải tiến cho đầy đủ đi, xong suy nghĩ Brusco cổ điển. Ha, làm bài.
Rồi, có ai cài đặt được cái việc đó là sắp xếp Crusco, xin lỗi, duyệt bằng Crusco để đi tìm cây khung nhỏ nhất mà cổ điển chưa? Cũng chưa có hả? Kêu thử nha. Các bạn thực hiện cài đặt nó như thế nào? Đâu kêu những cái tên đang có ở đây coi. Đặng Đặng Minh Quang. Rồi, Quang đâu rồi em? Dạ có, em đây coi. Rồi, bây giờ bạn cài đặt làm sao để bạn chuyển nó về, đó là Rosco cổ điển. Em vẫn chưa nghĩ ra. Crusco cổ điển nó khác cái gì? Crusco cổ điển thì nó sẽ không có sắp xếp trước cái mảng nghe đó, mà nó cứ duyệt một lần là nó duyệt hết xong rồi nó nhét từ từ giờ. Nó duyệt hết rồi nó nhét từ từ, nên sao xài cái từ gì kỳ cục vậy? Nó duyệt là nó lấy cái gì nó đưa vô, nó mỗi lần nó lấy nó chỉ lấy một cạnh nó đưa vào, mà thì cái cạnh đó là cạnh gì? Dạ thì ý là giống như là nó sẽ duyệt, nó duyệt e, ví dụ nó duyệt e xong rồi nó sẽ đầu tiên nó lấy cạnh dỗ nhất, cái xong rồi nó check coi là nó có bỏ vô tay của nó trong chu trình không, nếu như không thì nó bỏ vô, xong rồi như thằng vậy e đấy thì lại trừ cái cạnh cái nó ra. Thì bây giờ bạn cài đặt cái việc là bây giờ từ tập E ban đầu không có đi sắp xếp, làm sao bạn trả ra được đó là cái cạnh nào sẽ là cạnh có trọng số nhỏ nhất. Đâu, bạn share màn hình, bạn copy cho cô cái phần đó đi, tức là bạn trả cho cô ra được đó là cái vị trí của cái cạnh nào ở trong E mà nó có trọng số là nhỏ nhất. Cô lấy màn hình của em chưa ạ? Rồi, đã thấy màn hình của bạn. Bạn tăng cái size code đi lên ha, cho dễ thấy. Size đang nhỏ quá. Rồi, bây giờ bạn cài đặt một cái function riêng đi, một cái hàm riêng. Cái hàm đó là nó trở về đó là cái vị trí của cái cạnh nào mà có trọng số nhỏ nhất trong E. Cài đặt một cái hàm riêng đi, cái hàm đó trả về cái vị trí đó.
như vậy đúng không cơ? Bạn cài đặt ý tưởng để tìm nó, bạn sẽ cài đặt sao bạn nói ý tưởng đi. Dạ thì bây giờ cho nó cái hàm này thì nó sẽ trả ra cái index, nó sẽ trả ra cái in index, thì mình đầu mình sẽ cho nó là không, xong rồi Đây cái đây đây, từ từ lanh quá, từ từ lanh quá. Tôi đang hỏi là cái việc tìm giá trị nhỏ nhất của bạn á, bạn cài đặt dựa trên ý tưởng gì chứ, cái gì đâu mà bảo là ra nhỏ nhất rồi làm cái gì. Bây giờ mình đang làm từng phần nhỏ trước mà, thì bây giờ á làm sao để cho trả được cái index của cái đứa mà có trọng số nhỏ nhất trong tập E, nói cô nghe coi cái cách bạn làm á. À, dạ thì mình sẽ so sánh ở trong cái thằng WE cơ, cái mảng đi luôn với cái trọng số đó. Thì mình kiếm coi thằng nào nhỏ nhất, xong rồi mình coi cái index của nó ở đâu thì mình sẽ return cái index nó ra. Đâu có cần phải cho tới hai biến là index với lại time value. Cái lúc mà cài đặt giống như bên cấu trúc dữ liệu giải thuật một, các bạn có cái anh đó là gì, selection sort đó, thì anh đó chỉ cần bạn lưu cái vị trí index thôi, chứ tức là bạn cho cái thằng min đi, min position. Và ví dụ ở đây là bạn cái giá trị index của bạn đi, index bạn cho bằng không, bạn khỏi cần phải khai báo thêm một cái thằng time value gì hết. Bạn chỉ việc là gì, nếu mọi cái thằng VKE mà lúc này thì bạn cho, bạn đã gán nó bằng đứa đầu tiên rồi, thì bạn so với đứa đầu tiên làm gì, thì y bạn cho đi từ một đi, time value là không cần thì bỏ đi, để time value làm gì. Rồi bây giờ đó là y bắt đầu từ một đi đến cuối, mỗi một lần như vậy thì nếu như v kép thứ y mà nếu nó làm sao nó nhỏ hơn cái Giữ gì, về cái v hơn index hả cô? index, ừ chứ cần chi phải thêm một biến nữa cho nó mất công. Rồi cân chỉnh lại cái code đi, chứ nhìn cái code nó như cái đám rừng rồi nha. Thì nếu như mà nó nhỏ hơn thì sao, cập nhật index là bằng vị trí thứ y là xong rồi, thì nó chỉ có một lệnh thôi. Rồi mấy cái lệnh phía trước gì đó thì tự điều chỉnh, có thẩm mỹ code lại nha. Rồi đó, cuối cùng return về cái index. Rồi bây giờ có cái index rồi thì nó chính là thứ tự, đó là cái cạnh thứ mấy. Thì bây giờ mỗi một lần bạn lấy vào thằng T thì bạn lấy gì, bạn đi tìm á là thay vì lúc nào bạn cũng chỉ cứ việc đó là for y đi từ đầu cho đến cuối trong cái thằng E, thì bây giờ bạn đâu có cần chạy từ đầu đến cuối thằng E. Bạn làm gì, bạn khai báo một cái biến đó nhận cái giá trị trả về của cái hàm min index này, rồi bạn lấy E1 thứ index đó, E2 thứ index, VKE thứ index, bạn kiểm tra, bạn đưa vào trong T, bạn coi nó có cái gì, nó có tạo thành chu trình không. Nếu tạo thành chu trình thì bỏ qua, còn nếu như mà không tạo thành chu trình thì thêm vào. Nhưng mà nếu bỏ qua hay là dù có thêm vào xong thì cũng phải thực hiện tiếp thao tác, đó là gì, lại tiếp tục làm gì, đi lấy tiếp một cái cạnh nữa. Khi nào, khi số lượng phần tử trong cái thằng T, số lượng đỉnh của nó chưa đủ bằng số lượng đỉnh của đồ thị thì mình sẽ dừng, còn nếu như mà chưa đủ thì cứ tiếp tục làm. Nhưng mà mỗi một lần tiến hành quay trở lại làm á, là phải loại cái cạnh E mới vừa lấy để đi tính cái giá trị min mới chứ. Như vậy loại ra thì tức là gì, là thao tác xóa một phần tử ra khỏi mảng, mà xóa đứa nào, chính là xóa cái đứa tại vị trí index bạn mới tìm được đó. Như vậy bạn có thể cài đặt một cái hàm nữa, đó là hàm xóa phần tử ra khỏi mảng một chiều. Trên thực tế là mỗi lần bạn xóa một cái đứa index thứ min này sau khi thêm vào xong đó, hoặc là cái thằng index này không phù hợp, thì bạn xóa là bạn phải xóa bên cả E1, xóa bên cả E2, xóa bên cả VKE. Thì bây giờ có thể cài đặt thao tác xóa mảng một chiều, rồi mình tiến hành tới chừng là mỗi lần xong được có được một cái cạnh đưa vào thì xóa ngay tại vị trí index. Rồi thực hiện thêm.
Rồi đầu tiên cài đặt một cái hàm xóa một phần tử ra khỏi mảng một chiều đi. Thì tới chừng mà muốn xóa một cạnh ra khỏi E thì bây giờ gọi là cái hàm xóa một nó 3 lần. Lần thứ nhất là xóa bên E1, lần thứ hai là xóa bên E2, lần thứ ba là xóa bên VKE. Rồi bây giờ xóa các phần tử ra khỏi mảng một chiều mà có không được nữa hay. Nó có phải là nó lấy cái phần thằng đằng sau không, nó cứ đẩy lên đẩy lên đẩy lên không? Em làm gì không biết nó. Em muốn cho tôi cho em rớt cơ sở lập trình luôn không? Xóa một phần tử ra khỏi mảng một chiều mà bây giờ còn ngồi hỏi lại thực hiện thao tác. Xóa một phần tử ra khỏi mảng một chiều thì danh sách tham số hình thức đầu vào sẽ có những ai? Nó sẽ là cái mảng cần xóa hay là cái vị trí cần xóa. Rồi số lượng phần tử của nó đâu? Xóa xong số lượng phần tử nó sẽ thay đổi mà. À.
Nè bây giờ số lượng phần tử này có cần truyền vô không? Trời anh ngồi anh Đây đây có đây 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 xóa phần tử ra khỏi mảng một chiều mà nãy giờ chưa làm xong. Cái khao ở đây nó chính là cái gì? Dạ nó là số lượng phần tử. Thì bây giờ nếu mà bạn xài nó thì là cái anh nào? Nó là hàng NE. Bây giờ cái hàm xóa này bạn đang quyết định là bạn cài đặt riêng. Bây giờ tiến hành xóa là bạn phải xóa chung trong cả ba mảng E1, E2 và WE tại đúng cái vị trí index nào đó. Thì bây giờ nếu mà bạn cài đặt cái hàm xóa này thì trong cái việc mà xóa một cái cạnh E đó là bạn phải thực hiện gọi là cái hàm xóa này 3 lần tại đúng vị trí đó. Xóa xong hết thì số lượng phần tử mới giảm một đơn vị. Thì bây giờ cài đặt làm sao? Vậy thì em cứ cho nó chạy xóa 3 lần, không chạy xong 3 lần thì mình mới trừ cái NE đi. Thì bây giờ bạn cài đặt sao? Bạn cài đặt cho tôi mà xóa đúng một cạnh trong E tại đúng một cái vị trí index nào đó. Xóa xong thì số lượng phần tử của cả ba đứa đó mới giảm. Tức là ví dụ index bằng 2 đi thì sẽ xóa E1 thứ 2, E2 thứ 2, WE thứ 2 rồi xóa xong thì thằng NE mới giảm một đơn vị. Thì đó bạn cài đặt cho tôi được chức năng đó đi. E1, E2, WE toàn cục chưa? E1, E2 với lại WE toàn cục chưa? Ê, rồi thì không cần truyền vào. Rồi khao làm chi nữa? NE của nó cũng toàn cục rồi mà. Cái gì mà WE thứ index bằng WE thứ y cộng 1, trời ơi. Lúc này từ cái vị trí bạn xóa là vị trí index, bạn đang cho thằng y nó chạy. Thì ví dụ bạn muốn xóa tại vị trí index bằng 2 mà thằng NE tôi nói giả sử nó đang bằng 10 đi, thì tức là bạn chạy từ 2 cho đến 9. Nếu bạn muốn chạy theo cái vòng lặp của bạn là từ 2 đến 9. Mỗi lần vậy á thì WE thứ ngay tại vị trí đó bằng đứa phía sau nó thì phải là WE tại vị trí thứ y bằng WE tại vị trí y cộng 1, rồi E1 tại vị trí y bằng vị trí y cộng 1, rồi E2 tại vị trí y thì bằng E2 tại vị trí y cộng 1. Có như vậy mà nãy giờ có không xong? Nếu mà chạy tới đứa cuối thì phía sau không còn đứa nào đi đưa lên đâu, cho nên người ta chỉ chạy tới kế cuối thôi chứ ai mà chạy tới cuối.
Rồi vậy bây giờ quay trở lại vô trong Cruise. Bây giờ làm sao? Chạy từ máy tới máy, chạy vòng lặp tới như nào? Bây giờ là không có biết nó chạy từ máy tới máy, mà phải chạy cho đến khi số lượng đỉnh ở trong cái tập T á, nó bằng số lượng đỉnh của đồ thị. Nói nôm na là chạy tới khi nào mà sao các bạn, thằng NT á, nó phải bằng tới số lượng đỉnh, tức là cái giá trị trong đó mà nó bằng bao nhiêu thì nó sẽ kết thúc. Nó phải chạy đủ số lượng đỉnh của đồ thị. NT bằng N. Rồi bạn muốn NT bằng N tùy bạn. Rồi vậy mỗi lần nếu mà thực hiện chạy vòng lặp thì làm gì? Lấy cái đứa ngay tại cái vị trí sao nhỏ nhất thêm vào trong T, kiểm tra coi nó có tạo hình chu trình không. Nếu tạo hình chu trình thì sao, cũng xóa cạnh nó nhưng mà không có thêm cái cạnh nó vào T. Còn nếu không tạo thành chu trình thì thêm cái cạnh đó vào T, rồi sau đó xóa nó ra khỏi E, rồi lại tiếp tục thực hiện tiếp. Dĩ nhiên sao mỗi lần vậy là NT phải tăng một đơn vị. Thì bây giờ cài đặt sao? Rồi nếu chép thành chu trình thì xóa ngay tại min, nhưng mà có thêm nó vào T không em? Không không thêm vào T. Không thêm vào T thì NT là sao lại tăng? Mà có mấy trường hợp đó là tạo thành chu trình? Có hai trường hợp. Xóa kiểu này là coi chừng nó rơi vào trường hợp trước, nó có cái trường hợp sau nó cũng có, là coi chừng nó xóa tới hai lượt lận nha. Thì phải cài đặt làm sao? Thì ở đây thì cho nó continue luôn. Continue cái gì trời ơi, anh cũng phải xóa nó ra khỏi mà trời ơi. Qua năm 2 rồi, nãy giờ tôi ngồi tôi nói ý tưởng quá chừng luôn mà bây giờ vẫn không hiện thực được. LX em ơi, bây giờ nếu như mà thỏa điều kiện trên thì nó xóa, còn không thì mới kiểm điều kiện dưới.
Rồi nếu mà thực hiện, nếu mà thỏa một trong những cái việc này thì được cùng là xóa. Rồi còn nếu ngược lại thì tức là gì? Là nó không thỏa mấy trường hợp trên thì lúc này mới làm sao? Thì là cho nó là cái else cuối cùng đi. Thì tức là nó không tạo thành chu trình. Thì lúc đó mới làm gì? Đưa nó vào thằng T. Thì NT mới tăng một đơn vị, đồng thời cũng phải xóa tại đó luôn. Anh mà xóa ngay tại min rồi anh thêm vô t ở chỗ nào? Anh xóa rồi là số lượng phần tử của anh nó thay đổi. Thì ví dụ như hồi nãy mới xóa tại vị trí thứ hai, bây giờ lấy vị trí thứ hai nó nhận giá trị phần tử mới rồi, bây giờ đưa vô nó sai mất tiêu của con người ta rồi. Xóa phải diễn ra sau khi thêm vào t chứ. Em để sẵn. Rồi xong chưa? Rồi. Rồi gọi nó đi, rồi xuất kết quả coi có phải là ra được giống như hồi nãy không? Dĩ nhiên đó là nó tìm kiểu gì thì nó cũng phải ra cây khung nhỏ nhất của mình đúng không các bạn? Đúng với trọng số hồi nãy. Rồi check đi, nếu đúng thì ok, còn nếu không đúng là phải coi lại cái hàm Brusco rồi. Nó báo lỗi của cái hàm À, tại vì cái này em để nó trước là nó không hiểu. Nó bị sao nó không ra được. Thì bây giờ anh coi là cái hàm Brusco của anh đi, tôi khổ ghê, nãy giờ tôi chỉ anh từng bước nữa, khổ ghê thiệt. Các bạn nào thấy được cái lỗi của bạn mình chưa? Cả lớp mà không tìm ra là cô cho cả lớp về tự làm cái phần này luôn nha. Chứ chỉ từng bước là xong tới bước này, giờ chỉ thuật toán tới giờ này xong nãy giờ. Lúc mà họ xung phong thì không ai xung phong, tới trường cao thì chỉ từng bước là vẫn còn đang có sai. Rồi, cả lớp thấy sai ở đâu chưa?
rồi, vẫn chưa luôn hả? Vẫn chưa cho về nhà suy nghĩ thôi ha. Về tự suy nghĩ coi bạn mình bây giờ nó code ở chỗ nào bị sai. Theo đúng ý tưởng nó cô nói đó, bây giờ Rusko cổ điển đầu tiên là đầu tiên cứ phải đi tìm min, đúng không? Min index. Xét ra tại vị trí phần tử đó, đưa cái cạnh đó vào T có tạo thành chu trình không? Nếu có, xóa nó ra khỏi E, tại vì cô không có xài nó được, lần sau cô không có xài lại được. Rồi xóa xong thì sao? Lại phải tìm cái thằng min mới để đưa vào, đúng chưa, kiểm tra. Còn nếu như nó không tạo thành chu trình, đưa toàn bộ cái thằng tại vị trí index đó vào cho thằng T. Dĩ nhiên thêm xong NT phải tăng một đơn vị. Rồi gì nữa? Xóa cái phần tử đó ra khỏi cái cạnh, phải chưa? Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi nào đủ số lượng đỉnh trong đồ thị thì dừng. Bây giờ bạn mình nó đang thêm, nhưng mà bây giờ tất cả các V, các E của nó kiểu gì đó nó đều bằng không hết. Thì Ở sao? chơi rồi vẫn chưa ra, thôi về nhà suy nghĩ. Rồi điểm danh lớp nãy giờ kêu làm bài không đứa nào ngồi chịu làm hết trơn, cho nên tới chừng mà ngồi hỏi cô chỉ từng bước ở cái đoạn đầu tiên rồi hỏi tới đoạn sau, cả lớp im re. Hôm nay là mấy tây ta, 22 đúng không? Lớp mình là đưa cái danh sách báo cáo rồi đúng không? Cô nói cho nghe danh sách báo cáo chưa? À, giờ bữa thứ hai có nói rồi. Rồi, còn các bạn khác đâu rồi? Nãy giờ để ý nha, các đồng chí khác là ngồi im re luôn. Bây giờ tôi coi tôi điểm danh coi có lên tiếng không? Nguyễn Thiên Nhã. Vắng đúng chưa? Đặng Minh Quang. Thì có. Nguyễn Văn Hữu. Vắng. Trần Định Quốc. Vắng. Hồ Nhật Huy. Vắng. Lưu Thành Tâm. Vắng. Hồng Thanh Thuận. Dạ có. Đặng Thanh Huy. Vắng. Đặng Hoàng Nguyên. Vắng. Diệp Hoàng Phi. Vắng. Nguyễn Hữu Duy Lâm. Vắng. Phan Nguyễn Hồng Hân. Vắng. Nguyễn Quang Hậu. Vắng. Nguyễn Tuấn Hưng. Vắng. Vũ Trung Kiên. Dạ có. Phạm Tài Lộc. Vắng. Nguyễn Văn Minh. Vắng. Nguyễn Trà My. Vắng. Nguyễn Đình Nam. Vắng. Liên Tú Nhi. Vắng. Dương Tuấn Tài. Vắng. Cao Thiên Tân. Vắng. Nguyễn Võ Văn Thiện. Vắng. Lưu Tiến Triển. Vắng. Phạm Duy Hoàng. Vắng. Ăn Thị Mỹ Liên. Vắng. Lê Trọng Nhân. Vắng. Trần Hà Phương. Vắng. Lê Thị Bích Trâm. Vắng. Thái Gia Vương. Vắng. Mấy bạn nào K2 thì để ngày mai bổ sung ha. Hà Trung Hiếu. Vắng. Nguyễn Văn An. Nguyễn Văn An. Có nick nhà ở đâu rồi? Nguyễn Văn An có bạn. Có đúng không? Rồi Nguyễn Ngọc Thiên Ân. Rồi Cao Ngọc Hiếu. Vắng. Nguyễn Phạm Thanh Hoàng. Vắng. Bùi Nguyễn Quang Huy. Vắng. Liêu Hà Phương Huy. Vắng.
Nguyễn Đặng An Khang, vắng Huỳnh Hữu An Khương, vắng Hồ Văn Lĩnh, vắng Lê Hữu Mạnh, vắng Huỳnh Trọng Nghĩa, vắng Đoàn Trung Nguyễn, vắng Nguyễn Minh Nhật, như có Nguyễn Thị Ý Nhi, vắng Lê Huỳnh Pháp, vắng Lê Văn Phôn, vắng Nguyễn Hùng Phương, dạ có Võ Thiện Việt Quang, vắng Phan Thị Hồng Quế, vắng Đặng Hoàng Như Thủy, vắng Nguyễn Huỳnh Minh Trí, vắng Phạm Minh Trí, vắng Nguyễn Anh Tuấn, vắng Ngô Sài Ủ, dạ có Nguyễn Thảo Vy, dạ có Đỗ Công Sơn, vắng. Rồi còn cái phần còn lại, cream dựa trên cơ chế của Rusko ha. Cream nó có đặc trưng là gì các bạn? Thêm vào phần tử sau mỗi một cái lượt mà nó lấy được một cặm, phải không? Cho nên là thao tác của nó sẽ nhiều hơn một xíu. Đó là thao tác gì? Đầu tiên là bắt đầu từ cái đỉnh nào, thì bạn coi lại ở video lý thuyết để hướng dẫn các bạn từng bước các bạn thực hiện. Rồi giờ này ai bảo là có Trần Đình Quốc, sau nãy điểm danh đó thì lại không lên tiếng. Ôi đồng chí này hôm nay vắng không là vắng vậy em. Học cái gì mà vắng không vậy Quốc? Một loạt vắng dài thon luôn. Đây nè, tôi giấu bớt một số, tôi ẩn một số để cho tôi duyệt danh sách cho nhanh thôi. Mà trời đất ơi, con nó vắng. Đâu rồi? Đây. Trời ơi anh vắng. Cái gì mà học quá, vắng quá trời vắng vậy em. Rồi như vậy là coi như cái phần cream các bạn về các bạn xem cái file hướng dẫn các bạn tập từ cài đặt được chưa, rồi là coi như là thứ hai là lớp bắt đầu báo cáo nha. Rồi thôi nghỉ, về nhà suy nghĩ coi hồi nãy bạn mình á nghe chỗ đó nó sai chỗ nào. Ý tưởng là xong rồi, thực hiện cái việc đi tìm min đúng không, mỗi lần dạy có một phần tử thì làm sao đó tạo thành chu trình thì xóa nó ra, còn nếu như đưa nó vào t thì cũng phải xóa nó ra đó, thực hiện các thao tác coi lại coi nó có đi chỗ nào bị sai để mình tự mình hoàn thiện lại nha. Rồi nghỉ, chào các bạn. Chào cô.